Kể từ khi nhân dân Việt Nam kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, 23 tháng 9 45 đến 30 tháng 4 75, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho đến khi bộ phim này ra đời, đã tròn 58 năm. Cứ mỗi độ xuân về thì người ta thường nhớ đến những chiến công hiển hách của lực lượng võ trang ngay tại trung tâm thủ đô của Ngụy quyền Sài Gòn, mà đỉnh cao đã đi vào huyền thoại của Tết Mậu Thân 1968. Đội quân đó có tên Biệt Động Sài Gòn Gia Định. Bây giờ là những tháng cuối năm 1967, lực lượng bảo đảm chiến đấu A-20, A-30 đã đưa vũ khí vào được 10 hầm ém sẵn trong nội thành Sài Gòn. Người đời không quên được công lao của các ông Sáu Mia, ông Năm Phùng, ông Năm Đây, ông Chính Tèn, ông Bùi Văn Sảnh, của cả vợ chồng ông Phan Văn Đạt tự Tư Râu, của vợ chồng ông Chính Khổ, cũng như với ông Lê Văn Hảo, một cơ sở giao liên. Họ mới là những người đầu tiên đóng vai trò quyết định cho những chiến công. Người ta đúc kết cái đường dây vận chuyển vũ khí từ ngoài Bắc đường Trường Sơn vô Nam. Nhưng mà còn cái khúc mà thấy Nam rồi vô Sài Gòn, cái khúc đó chính là A20, A30 đó. Kể cả đường Hồ Chí Minh trên biển mà tàu không số trở về nó cũng A20, A30. Cho nên nó là một cái khối hoàn chỉnh từ Nam tới Bắc mà người ta đưa nó vào Sài Gòn. Mà đưa vào Sài Gòn thì nó không phải là vận chuyển bằng xe ô tô lớn cũng như là ở ngoài Bắc đâu, nhưng mà cũng vận chuyển những phương tiện trong dân gian bằng cái thông minh của cái trí tuệ của dân tộc. Để chuẩn bị đưa vũ khí được vào Sài Gòn một cách táo bạo và an toàn suốt 3 năm trời đó, lịch sử không thể không ghi công vai trò của lực lượng nữ giao liên công khai lẫn bí mật. Họ chính là mạch máu quyết định sự sống còn của một tổ chức, hơn nữa lại là một tổ chức biệt động, luôn đối mặt với kẻ thù tại Sài Gòn suốt 30 năm chống Pháp lẫn Mỹ. Đó là các cô Nguyễn Ngọc Huệ, một cựu binh dày dạn, là cô Hai Phiên, cô Nguyễn Ngọc Nhu, cô Năm Mén, cô Ba Ren, cô Chính Châu, cô Úc Ấu. Là bà Tư Trầu không biết sợ là gì, dám cùng ba Bảo ngồi trên đống vũ khí đưa vào Sài Gòn. Đường dây liên lạc của biệt động Sài Gòn Gia Định có hai trung tâm. Trong căn cứ tại Bàu Mây là nhà vợ chồng ông Phan Văn Tá, tức Tư Râu. Còn ở Sài Gòn là nhà bà Nguyễn Thị Lịch ở 42/82 Quỳnh Đình 2 ngày nay, cùng các bà Ba Tâm, bà Ba Bi là đầu mối tỏa đi mọi mệnh lệnh và tin tức. Tại nhà bà Hai Lịch, Bộ Chỉ huy còn cử người từ khu ra xây giúp một hầm nổi bí mật dự phòng cho Bộ Chỉ huy khi cần. Thì tôi được phân công về đây, thì các đồng chí trong Bộ Chỉ huy có nói về làm sao tổ chức được một cái nơi trú ém khi cần thiết. Thế khi tôi về đây thì trong cái lúc đó, chưa cái nhà nó còn ổ hẹp lắm. Mà bây giờ muốn làm hầm nổi thì ít nhất là phải có một cái gác. Mà muốn làm cái gác như vậy thì phải là thay đổi toàn bộ lại. Do đó chúng tôi mới tổ chức là làm sàn gác và nhìn vào cái hầm này, nó là một cái cầu tiêu hồi xưa. Thế thì chúng tôi làm một cái hầm nổi, tức là kêu là dưới này nó có kêu là khô ra không á. Thì sau đó thì chúng tôi mới thiết kế thành một cái nhà đàng hoàng, cái gác, và ở dưới đó thì có một cái hầm có thể chứa được 30 năm. Một trong những công việc hết sức quan trọng nguy hiểm của các nữ giao liên không chỉ là chuyển tài liệu hay vũ khí, mà là việc chuyển tiền, kể cả chuyển rất nhiều đô la vào căn cứ, là việc chắc chắn sẽ vào tù. Chính vì vậy, an ninh của quân đội Sài Gòn đặt nhiều tâm lực và kỹ thuật để truy tìm cho ra đường dây tổ chức hệ thống giao liên của phân khu 6 mà chúng tôi tìm thấy trong hồ sơ của Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn để lại. Đủ nói lên tính chất sống còn của mạch máu giao liên này. Do đó, hầu hết các bà đều lần lượt sa vào lưới địch. Bắt tôi vào thì nói tôi là cơ sở kinh tế của dân tộc. Nhưng mà làm thì tôi nói là không phải là của tôi, chứ không phải là của dân tộc. Mà tôi thì chồng tôi tập kết, tôi ở lại đây tôi làm ăn nuôi con với mẹ già, tôi không có làm, khai với nó như thế thôi. Nếu tôi 2 năm rồi nó thả tôi về, nó buộc tôi là phải làm việc cho nó. Nên là tôi không làm việc mà tôi phải trở ra ngoài chiến khu, tôi báo cáo lại mấy tình hình với các anh. Rồi là tôi mới lại trở ra ngoài chiến khu, tôi tiếp tục làm việc tới ngày nay để không. Tôi được chỉ thị trên khu kêu về, đi với cô Ba Bi. Tức là vợ ông Ba Phong đi lên giữa đường. Thì thường thường đi, tiền đi thì nghi trang là đi thầy trị bệnh. Cô Ba giỏ, tôi giỏ, nhưng mà mấy chục triệu tôi đút với đít giỏ. Trên tôi để trầu cao, nhang đèn, đồ này kia, bánh trái. Thì khi đi tới Phước Hiệp đó, là nó xét, nó bắt. Nhưng mà nó không lục ở dưới được. Vì tôi ém tiền vô, trầu tôi kẹp lại, nó không lục được. Mà lúc mà nó bắt tôi với cô Ba rồi chở lên Trung Hòa đó, nó nói mấy bà này là Việt Cộng, đi tìm mấy đồng chí giáp râu phải không? Nói về chiến công và sự hy sinh của họ, hình như ít ai biết đến một việc làm phi thường của họ là phải thay chồng, thay cha, giữ những căn hầm vũ khí trong nhà mình. Đó là những bản án tử hình chờ sẵn lơ lửng trên đầu họ. Như chị Trần Thị Út, vợ của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Trần Phú Cương, may máy để sống nhưng kỳ thật là để giữ căn hầm vũ khí dưới đít tủ này. Như bà Bùi Thị Lý, như bà Võ Thị Sang tự ba bong bóng, như cô Phan Thị Thúy và Phan Thị Hạnh giữ hầm thay cha là Phan Văn Bảy, như bà Nguyễn Thị Hảo giữ hầm thay chồng là Lê Tấn Quốc, liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang, như cô Nguyễn Thị Thương, con gái ông bà Nguyễn Nông giữ hầm vũ khí và hầm trú ẩn cho bộ chỉ huy. Còn có bà Trương Thị Hòa xây hầm nổi sau trang thờ từng chứa Nguyễn Gia Lộc từ căn cứ về trú ẩn. Còn đây là mẹ con bà Lê Thị Chi. Nhìn chàng trai khôi ngô này, ít ai hiểu nổi cậu đã trải qua một cảnh đời hết sức nghiệt ngã. Mẹ cậu giữ một hầm bí mật cho F-100 nhưng bị lộ, bà trốn thoát. Địch bắt Lê Văn Trung lúc ấy mới 5 tuổi để buộc mẹ phải ra đầu hàng. Nếu bà yếu lòng vì con sẽ không tránh khỏi là kẻ phản bội. Vì thế Lê Văn Trung là người tù không số suốt 5 năm. Chính bi kịch đó mà Lê Văn Trung thành một chiến sĩ giải phóng độc đáo trong mắt bạn trẻ khắp Nam Châu. Địch nó bắt con tôi không được, bắt con tôi để làm con tin. Đến năm 73 mới trao trả về Thạch Hãn. Còn có những nữ biệt động đã đi vào sử xanh như Nguyễn Thanh Tùng, như Trần Thị Mai, như Nguyễn Thị Thu Trang, như Đoàn Thị Ánh Tuyết, cũng như Phạm Thị Mỹ, Tức Oanh và nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Ri, vân vân, là những người con gái của miền Nam đã làm rạng rỡ trang sử biệt động Sài Gòn Gia Định. Nhưng cũng không ít những chuyện không biết nên cười hay nên khóc. Đây là một mẫu đời biệt động của nữ anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thanh Tùng. Cuối năm 63, một cái trận như vậy về nhận 12 trái lựu đạn, thì một trái DH5, xong rồi ngụy trang ở trong cái trái mít á. Khi ra quốc lộ 1 xong rồi thì vậy chị lên xe đò đi. Chị đi xuống cách cái trạm xét của Bầu Bèo á, 150 mét thôi, mới tới trạm. Thì trong lúc đó không biết cái thằng Lơ ở trên mua xe nó làm sao, là coi như trái mít nó tung ra mà thì lòi lựu đạn. Là lựu đạn thì nó làm quẳng lên, nó hỏi của ai thì trong lúc đó tôi mới ngồi suy nghĩ này, không thể bỏ được, cho nên tôi ngồi trong xe tôi la to lên là của tôi. Đấy, tôi bắt tài xế dừng xe lại thì bắt đầu như vậy tôi mặc 2 cái áo mà khống chế cái thằng Lê nó bỏ cái trái mít lựu đạn xuống, thì bắt đầu như vậy bỏ hết xuống liền. Cái trái DH5 thì nó chưa bể, nó còn nguyên dạng. Thì lúc bây giờ tôi mới cởi cái áo ngoài ra, rồi bắt đầu tôi đùm cái lột trái mít tôi bỏ đi. Tôi đùm hết một áo lựu đạn vậy, thì bắt đầu tôi ôm lên nách, phát tay kêu xe đò nó chạy đi. Chạy đi thì tôi vừa xong ra thì một cái anh sinh viên, cái anh Hiệp á, sau này thì mới biết tên. Mấy anh chạy trên đường vậy thì tôi chặn tay cái bắt đầu á, anh dừng xe lại. Thì lúc đó cũng còn nhỏ mà, cũng xinh lắm. Cái bắt đầu vừa dừng lại là bắt đầu tôi nhảy lên ở đằng sau. Xong rồi thì bắt đầu ảnh vừa chạy mà vừa ghẹo. Chạy chậm, tôi kêu chạy nhanh. Nói, đi từ từ chứ đi nhanh thì hết giờ. Lúc đó Tuấn là bắt đầu tôi bắt xe thôi chứ không có quen biết gì hết. Tôi mấy cái trái lựu đạn mà tôi bọc trong cái khăn ô sa, tôi xè tay ra vậy, tôi hỏi anh thấy gì không? Quán hồn chạy quá chừng. Và trước mắt chúng ta hãy còn đây một nữ giao liên tiền bối. Bà là Nguyễn Thị Huệ. Từ những năm chống Pháp, bà từng là giao liên cho Việt Minh ở Sài Gòn. Những năm chống Mỹ, bà có công vận động và đưa nhiều trí thức thoát ly vào khu. Từ năm 1965 trở đi, bà là liên lạc viên cho các ông Hai Phụng, Tư Chu, Tư Tăng Biệt Động Sài Gòn Gia Định. Còn đây là cô Phan Thị Hồng, con gái ông bà Phan Văn Bảy, một nữ trinh sát dũng cảm đã rơi vào một tình thế vô cùng nghiệt ngã. Được ba tôi cho thoát ly gia đình từ năm 15 tuổi và đưa ra ngoài căn cứ là ở ngoài Củ Chi và Hố Bò. Riêng bản thân tôi thì học mấy tháng qua khóa đầu bảng xong thì có về thành phố thực tập, vừa thực tập là vừa phục vụ cho công tác cho đơn vị biệt động, tổ chức đánh các đơn vị đầu não, cơ quan đầu não cũng như các kho đạn ở trong Sài Gòn. Trên đường đi công tác từ ở Thanh An mà qua sông Sài Gòn thì khi đi tới khu vực của thuộc huyện Trảng Bàng bây giờ thì đơn vị lọt vào ổ phục kích và bị trực thăng của Mỹ nó phát hiện. Sau khi phát hiện thì tôi bị bắt về, đưa về sân dù Củ Chi. Nó cũng khuyên tôi là còn nhỏ, không biết gì đâu. Thành ra bây giờ nếu mà nghe lời nó mà chịu khai nhận là việc trọng đi. Dắt cái lính về chỉ hầm, chỉ đơn vị căn cứ thì chúng sẽ bảo lãnh và lo lắng cho tôi. Vì lúc đó bản thân tôi mới có 19 tuổi à. Nhưng mà tôi nghĩ về gia đình mình thì tôi không thể nào khai báo được, là vì làm như vậy thì ảnh hưởng tới tính mạng của đồng chí đồng đội mình. Điều tra không được thì nó nói là nếu mà tôi không khai ngoan cố thì nó sẽ tàn phế, gây tàn phế để không còn đi làm việc cộng nữa. Thì tôi chỉ bị thương ruột thôi, nhưng mà cái cưa luôn cái chân. Bây giờ là những tháng cuối năm 1967, 45.000 quân Mỹ mở chiến dịch Johnson City tấn công ta ở chiến trường Tây Ninh. Hồng tiêu diệt cơ quan đầu não của quân giải phóng, nhưng chúng thất bại, tự biến mình thành tù binh của tham vọng điên rồ. Sau chiến dịch Johnson City, thời cơ chiến lược xuất hiện. Để chỉ huy kịp thời, 15 đơn vị biệt động riêng lẻ ta tổ chức lại thành 6 cụm. Cụm 345, cụm 78, cụm 68, cụm 90C và 2 đơn vị A20, A30 sẵn sàng chuẩn bị cho thời cơ lịch sử sẽ xảy ra. Và ngày ấy đã đến. Hôm 4 Tết ta đấy, thì tôi mới được điện triệu tập của anh Số Dân xuống Ba Thu. Thì ra lại mới nói thôi thì giáp lại đánh chính mục tiêu. Chính mục tiêu trong đó một cái tiêu như ta biết thì Dinh Độc Lập, Sứ quán Mỹ, Đài Phát Thanh, Bộ Tư lệnh Hải quân, mà là Bộ Tổng tham mưu, rồi khám chế hòa để giải thoát cho nhà mình ra để ấy, rồi thì cái tổng gia công an cảnh sát với cổng trại Phi Long vân vân. Thì nhưng mà trong chính mục tiêu này á, thì có một cái là nó trước kia các anh chưa giao là mục tiêu đánh sứ quán Mỹ. Trước kia lúc giao nhiệm vụ là giao lúc chiến tranh đặc biệt. Hình như các anh muốn tránh cái chuyện đó. Dũng bị đánh cho Mậu Thân. Thì như vậy là lên thông qua xong thì anh Kiệt nói rằng là Còn một mục tiêu nó đại sứ quán Mỹ, tại sao mấy cậu không đánh? Nhưng mà đó là gần đưa ông Táo rồi. Yếu tố thời gian không còn tới 10 ngày. Trong lúc đó là quân đã hết rồi, các kho trong này đã khui rồi, đã chuẩn bị cho ai rồi, Bao Phong đánh tổng tham mưu thì kia lại giao hết rồi. Ai đánh Dinh Độc Lập, đánh cái Đài Phát Thanh này, Bộ Tư lệnh Hải quân lại để chia quân, chia hầm hố ra hết rồi. Mục tiêu này mới xuất hiện chỉ có 7 ngày mà không có một tên lính, không có một khẩu súng nào trong thành phố này. Thế bây giờ là quân không có, vũ khí không có, nhưng mà yêu cầu của lãnh đạo là phải quýnh Mậu Thân, mà không quýnh đại sứ quán Mỹ đồng nghĩa là không quýnh. Ông Kiệt cũng thẳng thừng như thế. Sứ quán Mỹ đó, cái đơn vị mà anh em một cái đối tượng, một cái điểm mà nó có ý nghĩa cũng rất quan trọng vì chính trị đó. Vì thời gian thông tin cho anh em rất ngắn. Đó là vấn đề, nó cái vấn đề bí mật, cái vấn đề bí mật bất ngờ, cho nên đến những đơn vị mà hành động đó thì cuối cùng đó mới cái thời gian cuối cùng đó mới ra lệnh. Cho nên là khi mà giao thì tôi hơi bật ngặt về cho nó. Vì anh nên nhớ rằng là muốn đánh một mục tiêu á thì anh phải có tới số vũ khí nằm dưới, phải có cái chuẩn bị cho mục tiêu nằm dưới thì anh mới có thể làm được. Chứ còn mà tự nhiên là những bộ đội ngoài chiến khu này á, là từ cái rừng cao su này qua rừng đông kêu kêu ào mà vẫn đâu có được, đúng không ạ? Thế thì hơi bật ngặt, nhưng mà cùng với tình thế lúc bây giờ thì cái đó là dứt khoát là phải đánh thôi. Tham khảo bạn em, anh thấy sao? Một cái người cán bộ cách mạng mà họ nhận một cái sự hy sinh hết sức là nhẹ nhàng tở lông hồng. Để đó tôi, dạ không có lẽ để đó tôi làm được. Tôi hỏi bây giờ anh có yêu cầu cái gì? Thì nói tôi yêu cầu hai việc. Một là anh lo một tôi người, nói tôi á, vì tôi phó phụ trách về công tác tổ chức mà, lo một tôi người, tôi cũng quản rồi, người đâu ra. Lúc bây giờ tôi ngồi tôi lần tay tôi tính lại giao liên lạc quân lực thơ ký đánh máy gì tôi gom hết. Tôi nói được rồi, tôi sẽ chấp nhận cho cậu quân số như thế, nhưng mà quân số này quân số là tôi huy động nha, chứ không phải là lực lượng thiện chiến đâu. Dạ nói được rồi, miễn tinh thần là quyết định. Tôi nhờ anh động viên anh em tới cùng giùm tôi. Dạ nói thế. Thứ hai là vũ khí, còn các cái khác tôi lo, chuẩn bị cặp róc quá cũng xong. Tôi lúc bây giờ tôi ra săn áo lên là tôi nhào vô là tôi đứng ra tôi huấn luyện cho anh em. Đấy, lúc bây giờ tôi đem lên sở Thanh An là tôi huấn luyện đến đó, huấn luyện cả bắn B40 rồi vũ khí binh khí kỹ thuật này kia, nghĩa là những cái nào mà có trang bị là tôi huấn luyện. Xong xuôi rồi thì trước đó 3 ngày giao cho Giả mới đưa ra Thái Mỹ, mới lần lượt đưa vô. Bây giờ là chiều 30 Tết tại ấp Tháp Củ Chi. Với số vũ khí lớn thế này, giấu cách nào đây để trở về Sài Gòn kịp đêm mùng 1 để đánh? Chính hai anh em ông Năm Đây và ông Chính Tèn là những ông khổng minh. Họ đã nghĩ ra cách dùng những tấm mê bồ làm chuồng vịt này để bó kín số B40 và một số lớn vũ khí này bên trong. Quả là một mánh lưới tuyệt vời mà ba Đen lẫn Hai Trí còn đang điên đầu tìm cách. Rồi cũng chính ông Năm Đây là người nhận lãnh sứ mạng chở vũ khí này trên chiếc xe bò đưa ra lộ 22, giao cho ba Bảo đã chờ sẵn để trở về Sài Gòn. Mẫu Thân tôi có chuyển vũ khí về đánh trong thành phố, trong đó có chuyển cho Năm Lai đánh Dinh Độc Lập và chuyển cho cánh Ba Đen đánh sứ quán Mỹ, chở vũ khí đến đường Trần Quý Cáp cho anh Năm Lai. Nhưng mà không biết vì lý do gì không thấy anh ấy lại, tôi chờ lâu quá không thấy, tôi mới chuyển cái xe vũ khí đó về nhà người chị dâu tôi ở Phú Nhuận, đường Nguyễn Kiệm. Mà trong cái vấn đề mà chuyển vũ khí đó, chị dâu tôi không biết, vì vấn đề mà chúng tôi nghi trang bằng cạch tăng và cà chua. Người chị dâu tôi bữa hôm đó là mùng 1 Tết, đêm mùng 1 Tết thì chị ra chị mò để lấy cà chua, nhưng mà chị bốc lên thì thấy ở trong đó có súng và đạn, mấy các cái hộp chất nổ mà tôi để trong đó, chị rất hoảng. Một tình huống xảy ra ngoài dự kiến vô cùng nguy hiểm, bởi vì do không xuống được vũ khí nên không có xe hơi để Ba Bảo trở lên Thái Mỹ rước Ba Đen và đơn vị đánh sứ quán Mỹ về được. Vì thế Ba Bảo đành phải ăn cắp một chiếc xe tải nhẹ của người bà con, lái lên Củ Chi rước quân của Ba Đen về. Chúng ta hãy theo dõi chuyện gay cấn này ở phần tiếp theo Trước Giờ Nổ Súng. Biệt động Sài Gòn, bước chân không hề ngơi. Ta đi diệt quân thù ở khắp nơi, không cho chúng sống yên vui, gây khổ đau bao chiều người. Biệt động Sài Gòn.